Các bạn thân mến, chúng ta đã tàn phá môi trường một cách tàn nhẫn. Rồi đây mẹ thiên nhiên sẽ trả lại hết tất cả những gì mà chúng ta đã lấy đi. Bệnh dịch tràn lan, đột biến vô cùng. Tất cả những điều đó các bạn thấy ở trên phim mà. Không, rồi đây nó sẽ trở thành sự thật. Xe cháy rồi con. Xe cháy rồi. Nhảy ra lấy cục đá chìm bánh xe. Cái chân tay hư lâu rồi. Mới lần đầu. Còn cái cửa này mở sao? Cái chỗ của em phải sao á? À đúng rồi. Chú lên số xong rồi tắt máy lại xe đứng lại á. Chú quên. Số. Mình có nên giúp không? Nổi xe chứ chùm. Ok. Xe tôi ra đầu lắm. Lần này giúp được chưa? Ok. Loan Trang. Rồi giờ tính sao? Không sao đâu, dập lửa là ổn à. Tôi nghĩ là lấy nửa tiền rồi mình tự đi. Đứa nào nói gì đó con? Cứu. Sao không chú? Mấy đứa có gì ngon ngon. Nè chú. Lột đi. Đợi cho chú. Đợi. Chú ơi con nghĩ. Không lấy lại được đâu con. Ông nghe hả? Nghe chứ. Con nghĩ là chú sẽ giới thiệu những gì du lịch cho con. Chú ơi, tụi con đi phượt không ông nghệ. Đâu cần hướng dẫn viên du lịch đâu. Chú tới đây. Nó tới đó. Tới rồi. Chiều cuối con đường. Vừa tới là trời vừa mưa luôn đó. Có điểm. Anybody, I'm coming. Hello, Mr. Four. Cái gì vậy? Chuyên nghiệp mình chuyên nghiệp mà chú mình chuyên nghiệp mà. Mà mưa. Trời mưa kia lớn lắm. Lát mưa tới đây bây giờ nè. Không hiểu rồi đấy con. Hey. Hello, my name is Lom. Where are you from? Hello. Hello. Hello, where are you from? Thái Lan. Okay, so what do you have? And you? Chú bốn. Xong cú này cho con lái xe luôn nha. Con bằng lái rồi. Nè, thôi chúc mấy đứa cháu đi chơi vui vẻ nghe không? Trời mưa gì, xe chắc nó mát mái tối chú về được rồi. Tôi cũng vui mà. Ok. Ê, con làm gì vậy? Trời ơi, chạy xe của tao hết. Để xe lên cho chú chở vậy. Cứ đi. Hey, let's go. Chú ổn ẩu thiệt, dừng xe mỏng cày xuống mò. Hey, let's go. Ê, từ từ. Ê. Ơi! Cứu! Yeah!
bình thường thôi. Theo tôi đi, còn nhiều cảnh còn đẹp hơn vậy nữa. Ôi, 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 ôi. Sao, thấy tôi giỏi chưa? Thấy cảnh đẹp chưa? Ok. Yeah! Ê mà trời nóng quá. Hay là... Cái gì vậy mẹ? Mày ơi xuống đây. Mấy người đó không hiểu là chúng ta đang chơi tập thể. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn, mãi bên nhau. Ok. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh bạn, mãi bên nhau. Xin lỗi. Ê, làm gì vậy? Anh giữ tự trọng giùm đi. Gì? Tôi mới thấy á. Bà nghĩ gì vậy? Tôi nghe tiếng hình như có người ở bên này nè, đúng không? Ủa, là thấy bên kia hả? Chắc à, không có gì đâu. Rừng rậm hoang sơ mà, làm gì có ai. Thiệt không? Thiệt mà. Anh đừng có trời. Quay. Hồi nãy giờ đứng đây thấy ba lô tôi không? Ba lô cái gì? Ba lô của anh sao tụi tôi biết? Hồi nãy để chúng đây mà. Ủa gì kỳ vậy ta? Ê, có khi nào? Không có đâu. Không người lấy đâu. Chắc là nhiều khi khỉ nó giỡn á. Giỡn nó lấy đồ lát nó trả lại liền à. Với lại đồ của tôi trong đó không có gì hết trơn á. Không sao đâu. Ê, có cá nè. Ê, bên kia có cá kìa. Qua bên kia đi. Qua bắt cá đi má. Thôi để mọi người ơi, mất đâu có sao đâu. Đi phượt mà. Lên lên đi. Nó ở gần đây. Nguy quá. Chua nữa. Con heo ở đây nhiều quá Nguyên gia. Ý. Chua hả? Mày nuốt luôn rồi hả? Nó ở đây nè. Trời ơi, con heo này khôn như chó. Đưa xuống đây, để em bắn ra. Gô, gắn kìa gô. Chuột, cứu đó. Chuột. Ai đặt bẫy vậy? Go. Tao á. Sao em cảnh báo mọi người biết? Tại nhiều chuyện xảy ra quá tao chưa kịp cảnh báo. Bọn nhà có sao không? Chuột cứu không? Không. Râu cứu được không? Râu. Bây giờ sao? Bây giờ cứu hay không cứu? Cứu. Wow. Đi vô các bạn ơi. Oh wow. Nhức đầu luôn á. Có Điềm. Điềm gì mẹ? Ướt xàm đi cho nó sang. Ồ, chất vải.
Theo như trong những bộ phim kinh dị á, thì ở những chỗ này hay thường xuất hiện những tên sát nhân biến thái thấy ghê lắm đó. Ô la la, trời ơi, có quầy ba ở đây nữa hả? Ê, có rượu nữa nè. Ôi, 60 độ. Thôi đi bà, mắm sờ sờ ra cái rượu. Ê, hey, ăn gì kêu nè. Sao quán gì không có ai chớ chặn ta. Như mày máu. Chô khăn ông. Chô dâm làm bao tới là chẳng rây. Chô. Gì vậy? Ông trả lời, trả lời. Ai làm cái giọng mà ông kêu nhỏ trả lời kêu mấy người vô bao dây kìa. Nói với ổng là tụi mình chỉ là khách du lịch. Nếu mà ông không thích tụi tôi ở đây thì tụi tôi đi. Xin lỗi. Hả? Xin lỗi. Chô rè sờ răng bọc nhùm. Nhùm xoa con toàn thử mấy thạc nhùm lùi tiên thì á. À, xúc phạm ta gì cái ông rồi chọt lòi tiếng lòi tiếng lòi đằng kia kìa. Xin lỗi. Tôi nói xin lỗi. Anh thấy xua kê còn ăn mà hôm hai ấy. Hai bẹp ơi, anh ra đây. Anh ngồi lại chú đi. Cùng cô cái lãnh nâng anh, cô cái lãnh xinh. Ai quay ra. Ôi, tự nhiên sao tôi nghe mấy người biết hình này, tôi đi về. Ê. Ê, anh cầm cùng màu máu, anh chọn cửa chim lên của anh á nha. Gì chứ? Có nghe là trong ba người, ai lấy con chim mà không trả chồng được kìa. Điên hả? Chú ơi, chim của chú giữ thì sao chú hỏi tụi con. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chứng đại là tụi con vô đây bốn người, không ai lấy con chim chú hết trơn á. Anh khăn hết. Không phải, những này là hiểu rồi, nhưng mà con chim của chú, cô đâu có chú. Ồ, màu quá. Ê, biết tiếng Việt kìa. Biết tiếng Việt hả? Cô Diệp đấy. Nói giải thích ổng là tụi tôi đi bốn người vô đây kiếm đồ ăn mà không có lấy con chim của ổng. Hiểu không? Nói giùm đi, nói giùm đi. Anh tự xua kia, nhắm ai á. Thay anh thôi. Vừa nâng á. Nói gì vậy? Ăn cái gì thì kêu giùm. Ồn quá. Chưa. Ủa nãy giờ là ông hỏi mình ăn cái gì hả? Ông á trời, dịch tình bậy tình bạ ngay từ đâu rồi? Đã thôi cái dịch là bà con chúa tao nói dịch. Đi à. Thôi ăn xong đi rồi về. Ê. Nhóc, có món nào khác ngoài thực đơn này không? Vì vô đây làm chi? Tim của tụi tôi bảo vệ động vật nó không ăn được. Cơm chiên đó. Ê. Ừ. Cái bà này mới khóc xong đó, ham ăn quá. Trời ơi, không biết tới gì chứ, ăn phải ăn bằng muỗng nè. Gạo nước gừng. Trời ơi, bự quá. Hộp bự quá, ngon lắm. Ai không sao đâu. Ê, tụi tôi ăn xong rồi tụi tôi trả tiền. Hủy ngon lắm. Ừ, miễn phí luôn hả? Thôi mày đi, miễn phí thôi đi. Ngon quá trời. Cùng nhâm mình ăn, anh mình nhâm ban tê vậy. Ông nói là cơm nóng, ăn ngon các bạn ơi. Trứng dán rừng, xào cho việc tận gốc các bạn ơi. Ủa ông cái gì vậy? Ông già rồi, chắc chịu không nổi đâu. Tao còn khỏe. Đừng có thường tuổi già của tao. Trước đây tao từng bắt con cọp. Nhưng cái gì? Mà ước gì tụi bay thấy được cảnh đó. Cho tôi về trại đi. Cho tôi đi vệ sinh. Tao mới đi xong rồi. Sốt rồi. Sốc chuyện gấu rồi chiều á. Ông nghĩ trại không gắn. Ông nói ông hút hết chất độc ra rồi. Mà tôi nghĩ chất độc vẫn còn trong mỏ. Có khi nào ông chết không? Dạ. Ông sốt quá rồi. Phải hút máu bầm nhỏng thôi. Ê,
vậy? Ông khóc rồi. Sao rồi? Râu không à? Bảo đảm. Làm gì cơ? Ngày mai sẽ hết sưng. Chết cha, con coi giật rồi. Mau làm đi cơ. Ráng chịu đau tí nha quản gia. Làm đi. Làm đi cơ. Làm đi cơ. Làm đi cơ. Làm đi. Tôi cũng muốn đi lắm. Nhưng mà hôm nay hai đứa bạn tôi muốn đòi về rồi. Nhưng mà sao vậy? Cô Răng hả? Ở đâu? Bên đây nè. Trời ơi, mày làm gì mà la dữ vậy? Trời ghê quá. Bệnh viện quá xa hả? Cách đây 2 cây số lận. 2 cây số? Là nó chết rồi. Trời ơi, đồ vô dồn. Kiểu gì mà bóng? Tại ông đó. Ông dẫn tụi tôi vô đây mới ra cái nông nổi này nè. Nè nè nè. Rõ ràng không phải kêu dắt vô đây đã. Bây giờ đối thường làm sao? Tôi kêu dắt vô chỗ nào không có rắn mà. Bà này kêu dắt ở chỗ quan sơn. Bà kêu dắt chỗ không có rắn. Bà nội tôi biết chỗ nào có rắn, chỗ nào không có rắn. Nè Diêm Cánh, tôi nhận anh đủ rồi nha. Ông bỏ chỉ thắng mặt bà đó. Ông làm gì chỉ thắng mặt đúng không? Anh làm gì vậy hả? Tính đừng có ngủ. Ngày thứ hai dẫn tôi vô nhà hàng ăn. Anh thông đồng với ông chú gạt tiền tụi tôi. Dàn cả đưa xe chứ gì. Nè tiền nè, tiền nè lấy đi. Ai gạt tiền của bà? Tôi chỉ thắng mặt bà đó. Gì hả? Đừng có làm gì hả? Tao cứu anh Diêm đi kìa. Bà im đi. Bà buông tôi ra. Cũng may là tôi chưa bị cắn. Bà nhìn con nhỏ kia đi. Bị người ta cắp tiền kìa. Anh Diêm. Tôi chưa chết nữa hả ta? Thiên đường là đây chăng? Ông lấy thuốc, ông đắp cho bà đó. Tôi không có tin. Lỡ đắp mấy cái lá bậy bạ thì sao? Anh đẹp trai. Anh đẹp trai ơi. Có phải anh cứu tụi em không anh đẹp trai? Anh gì ơi, xuống kết bạn cái. Gọi đâu cũng được mà. Anh gì ơi. Bà cái tôi. Quay. Ông bắt bậy tôi đi đâu hả? Không nói nhiều với ông. Bà bình tĩnh đi. Ông nói gì kìa? Bà cà tu. Nói bà ngu đó. Ê, ông làm gì kìa? Ông nói ba đứa tôi là ba con heo đúng không? Vậy còn cái
con sói con nào. Tôi hiểu rồi, con sói là thằng lộn á. Còn cái con nhện, ổng leo cây, có nghĩa là ông cứu tụi tôi đúng không? Lúc ở thác là ổng. Ảnh là người cứu bà. Vậy ảnh là người rừng. Thì ra là ảnh theo dõi tôi từ đầu đó bà. Đúng không? Đúng không? Ông ở đây lâu chưa vậy? Bà cái thú. Tiếng gì vậy? Bà cái thú. Ê, người đó. Ông đi đâu vậy? Chỉ cho tụi tôi ra thôi. Tụi bay, tụi bay, tụi bay, tụi bay, tụi bay, súng hết đạn rồi. Ê, nó nhìn tao kìa tụi bay ơi. Cưng. Ê, nó lại kiếm tao kìa tụi bay ơi. Cưng. Cưng. Dạ. Cưng. Bỏ con gấu, bắt con khỉ. Ra phụ nó đi. Tôi còn nhót quá. Nó văng ra rồi kìa. Ra phụ. Quay. Bắt lại. Bộ lên trên. Đúng rồi. Ôi sao khó thở quá. Ôi sao càng ngày càng khó thở vậy. Trong. Ơi cơ, mày không cách nào buộc bên đó thả hai tao được không? Làm cái củi đó của đi rồi tao thả tụi bay ra. Đi. Phải báo cho tụi kia mới được. Mị Nam đi ăn á, nhớ là phải tắm rửa sạch sẽ vậy nghe cho. Đi đây. Đi chơi đi. Đi chơi nha. Trời ơi, không có nhảy gì hết trơn. Trời, nhảy đi. Nhảy. Có ai đó làm ơn giết tôi đi. Tôi không muốn sống trong cảnh địa ngục trần gian này đâu. Vậy thì tụi mình phải quay về rừng. Cô chủ đẹp bất hủ. Ê, mọi người về rồi. Về rồi. Về rồi, lại xuống. Cô chủ đẹp bất hủ. Về chơi, đi vô
vô chơi. Dạ thưa cô chủ, chơi với tụi tôi không vui lắm đâu. Giờ chơi với thằng này mới vui nè cô chủ. À đúng rồi, chơi với nó rất là thú vị. Thú vị quá. Chơi với nó phải khoảng một cánh tay vàng mới ăn. Thú vị quá. Thả ra đi. Dạ cô chủ à. Cô chủ à. À không biết nói sao cho cô chủ hiểu đây ta. Dạ thưa cô chủ, có nghĩa là vậy, thằng đó nó là một cái vật thí nghiệm và đặc biệt là nó không hiểu được tiếng người. Nó nguy hiểm và nó có thể gây nguy hiểm chết người. Thì sao cô chơi nó được à? Cô. Dạ. Mày làm gì vậy? Em đang chơi với nó. Tao kêu mày canh nó, ai cho mày chơi với nó? Tao kêu mày canh cái lồng mà. Dạ. Canh cái lồng đi. Cầm như sợi dây. Cô. Dạ. Cái lồng đây mà. Nhưng nó ở bên đây. Cái lồng ở đây. Nhưng nó ở bên đây. Dí theo. Cơ. Dạ. Tại sao mày thả nó? Tại nó khen em đẹp. Trời ơi, mày khùng quá Cơ ơi. Mày ngu lắm Cơ. Ê. Nó chạy qua đây rồi, leo lên Ra đó. Tao bắt được nó rồi. Ây, nó đạp tao. Tao cứu mạng. Mày bắt nó. Ây, nó được chưa? Ra đó. Nó chạy qua đây rồi kìa. Đâu? Go. Sao mày bỏ rơi tao vậy? Sao bỏ tao vậy? Go. Cái gì? Sao mày đạp lên vai tao? Bám vô. Ai mày đạp đầu tao? Ôi, go. Cái gì? Cái gì thui quá vậy? Ngày hôm qua mới ăn hụt mít. Mày khôn đàng quá cô ơi. Chuẩn bị. Khi nào tôi kêu mày hất là mày hất. Quản gia. Dạ. Tên này bị gì vậy? Quản gia. À dạ. Con hỏi tên này bị gì vậy? À. Nó sẽ Mỹ nữ. Ba. Trời ơi, chết tôi rồi, ông chủ ơi.
Thôi cô chủ ơi, cô chủ đừng cười ơi. Thôi tội nghiệp ông chủ. Thôi được, cảm ơn tôi không sao. Mọi người. Ba, ba có sao không dạ? Con gái xinh đẹp của ba, ba không sao. Nhưng mà mốt đừng có kêu ba cởi ngựa như vậy nữa nha con. Vui mà. Vui, nhưng mà chút xíu nữa ba lội dò rồi đó. Vui mà. Nè, vui thì vui, con gái xinh đẹp của ba. Nè, con đang làm gì ở đây vậy? Con đang chơi với bạn của con. Bạn con đâu? Bạn con kia. À, bạn con à? Dạ. Ba thấy nguy hiểm quá con. Ba. Ba thấy không được. Ba. Ba thấy không được. Con gái xinh đẹp của ba. Vui nha. Mãi thương ba. Ừ. Mấy ông chủ lấy ngựa. Khỏi. Đem ngựa về chuồng đi. Ta đi bộ. Làm quen nha. Vui mà. Nhốt mình nói thả hai tao được không? Mở cửa đi. Mắc chìa khóa rồi. Để tao đi lấy cái kìm. Ôi lẹ lên. Trời ơi. Ôi quỷ. Ôi. Không có mở được đâu. Con mình tôi mở được hả? Lại đây. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ngon lắm á. Ăn đi rồi chút tôi mở ra cho. Lại đây. Ngon lắm á. Ăn đi, ăn đi. Chết tiệt đó, chết tiệt đó đi. Chết hết. Đi. Vui quá. Ê, nói nghe nè. Bây giờ tới giờ tôi học rồi. Cầm đi, đút bạn tôi ăn đi. Một hồi nữa tôi học xong rồi tôi lại tôi chơi tiếp nha. Chăm sóc bạn tôi nha. Vui quá hả. Chúc gặp nha. Con! Mở cửa ra! Con! Mày làm cái gì vậy? Cô chủ kêu khóa thêm một ổ khóa nữa cho nó chắc. Ôi à con! Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Giờ con ăn được nữa hả? Người ta là người cứu mạng anh đó, anh nhớ không? Nhưng mà mấy người kia có thể lấy mạng tụi nó, chị Bảy. Đồ hèn. Nè, anh lộn mà. Ê, đứng em đi. Tụi mình mà hợp sức lại có thể cứu được người rừng đó. Ở đâu ra vậy? Hả? Tôi làm cái chuyện này không có cắt bạc nào rồi. Tự nhiên bây giờ dính vô thêm nữa. Nhưng mà tóm lại là anh có biết đường dẫn tụi tôi tới đó không? Chỗ đó hơi xa. Nhưng mà tôi biết. Dẫn tụi tôi tới đó. Đưa trước nửa tiền. Thank you.
Chẳng lẽ đi mới có mấy ngày mà ông chủ kịp thay đổi kết cấu căn nhà này? Không thể nào. Sao bà cứ phải cười khi gặp tôi vậy? Bà biết mỗi lần bà cười nhìn mặt bà sai lắm không? Chắc tôi tới phòng chủ. Tại sao ông không nghĩ là con Kỳ Đà và thằng người rừng sống chung trong một khu vực? Khu vực đó có vấn đề. Chính vì vậy, con Kỳ Đà và nó đều xảy ra đột biến. Điều quan trọng là chúng ta cần người để thí nghiệm, không phải là con gái ta. Dạ, thưa ông chủ, hồi trước ông chủ cũng có ý định thí nghiệm trên con người, rồi sau đó ông chủ bị đuổi việc. Ông chủ còn nhớ hay ông chủ đã quên? Ta nhớ. Dạ. Đúng ra là ta không muốn làm việc với những kẻ ấu trĩ, những kẻ làm cản bước tiến của khoa học loài người. Chính vì vậy ta mới về đây ta nghiên cứu độc lập. Rồi đây, con gái của ta sẽ xinh đẹp. Rừng, mày chỉ chơi mày. Ứa gì? Ứa gì tao mày ứa mày? Thả ra đi! Thả ra đi, không có chạy được đâu. Ý, đi lên đây ngồi. Vô, vô, kiểu chơi kìa. Bakatu! Chịu có mình tôi à? Sao bữa nay chịu bạn luôn vậy? Ba tôi nó còn chịu nữa đó. Ê, chỉ tôi đi, chỉ tôi đi. Ê, lại đây ngồi chỉ tôi đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Sao hay vậy? Hồi sáng không có biết cái bộ, nhưng mà giờ tôi đâu bấm nó đâu, thấy chưa? Xin lỗi đi. Làm sao gặp được quản gia? Tới nhà tôi làm chi vậy? Kiếm ai? Nhưng tôi nói chuyện có mình tôi à. Trả lời đi. Bà cà chú. Gì vậy? Gì vậy? Ý cho tôi coi với. Cho tôi coi. Cho tôi chơi với. Ê mày, nghe cô chủ nói không? Cho cô chủ chơi đi. Im đi. Người ta đang nói chuyện với bạn người ta mà. Đi chỗ khác. Cô lên sao? Mày biết phe nào không bị chửi à? Ê, cho tôi chơi đi. Tôi la họ, cho tôi chơi đi. Ý dạ, thấy ghê, bỏ đi ghê quá à. Rồi được hả? Cho tôi mượn thử đi, cho tôi mượn đi.
dễ thương quá ha. Ta thấy cô chủ khoái khoái hôm nay rồi. Pikachu, Pikachu, tôi cho hành pate show luôn. Cô chủ uống thuốc để giữ gìn sắc đẹp. Ngày nào cũng uống hết, hôm nay không uống được ông quản gia. Được chứ, nhưng mà không uống là không có đẹp đâu nha. Đưa đây. Này. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Con đẹp quá. Ông phải nhớ, mỗi ngày con gái của ta phải uống thuốc ngủ trước khi mặt trời lặn. Người gần đâu rồi? Ở đâu rồi? Ủa đâu rồi ta? Nó kìa, nó kìa. Để tao. Bắn mày. Bắn nó cơ. Bắn nó. Bắn nó. Mày chọc hoài. Mày chạy đâu? Mày chạy nè. Chạy nè. Nè nè. Úi da nè. Úi da nè. Nè. Úi da. Có những khả năng kỳ diệu. Vì vậy là tất cả những nghiên cứu của ta giờ đã trở thành hiện thực. Dạ, nếu như vậy đó là một bước tiến dài trong y học. Ông chủ sẽ nổi tiếng với y học thế giới. Và bệnh của cô chủ về sau sẽ... Ông nói cái gì? Ta cấm ông. Từ ra về sau không được nói cái từ bệnh cho bất cứ người nào trong ngôi nhà này nghe biết chưa? Dạ. Không cần bất cứ giải thưởng nào hết. Điều ta cần là những nghiên cứu của ta làm sao cho con gái ta trở thành bình thường. Vì con gái của ta nó không sống trong đêm tối nữa. Dạ. Và nó không phải uống thuốc ngủ nữa. Dạ. Bởi vì ông biết lạm dụng thuốc ngủ là rất nguy hiểm hay không? Dạ 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 dạ, dạ biết rồi. Tất cả những điều đó là do ta. Lại ta. Dạ. Ý của tôi là nếu như nghiên cứu đã thành công thì cô chủ sẽ trở thành trường sinh bất tử.
không, trương sinh bất lão. Lỡ mình lấy máu thằng người rừng nó chết thì sao ông chủ? Càng tốt. Ta chỉ cần thuốc trường sinh bất tử. Con gái của ta sẽ có thuốc trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Đúng thuốc này không vậy? Tao chắc là nó đó. Vậy là có cái chất này vô trong người, mình sẽ có sức mạnh vô bị giảm. Có được cái chất này vô người rồi, mình sẽ trường sinh bất tử. Mọi người sẽ chết hết. Mình sẽ là chủ lâu đài này. Mày làm gì vậy? Mày tính làm cái gì tao? Mày khùng hả? Mau chạy. Tao phải là vật thí nghiệm chứ. Không lẽ mày không cứu tao? Tao gánh nhiều hơn mày. Máu tao nhiều hơn mày. Tao mới xứng đáng là vật thí nghiệm. Cái này của tao. Ngày mai Go nhớ dậy sớm tập thể dục cùng mình. Yeah. Nhớ rồi. Đừng bớt tay. Thương mày nhất đó. Tao đang mất ngủ vào cái hầu thằng này nữa nè. Có cách nào tắm cho nó không? Thôi được rồi, tao làm sao tao bị làm vậy. Để em. Cái gì vậy? Mày khùng hả? Để em tắm cho nó. Nó né là sao? Đi. Xây xuống đi. Khi nào tao kêu rồi làm. Bắt cái thu. Bắt cái thu. Lại đây. Tôi thả cho bạn ra. Đừng có chạy nha. Bà cà tu, bà cà tu. Bà cà tu, bà cà tu đây. Đây. Bà cà tu, bà cà tu. Bà cà chủ kêu, hiểu lầm, không sao. Ra đây. Quang. Nước, bà cà tu, không sao. Bà cà tu, không sao. Không sao. À, bà cà tu. Bây giờ tôi thấy nóng mà cái tù nóng. Tôi muốn tắm. Dạ, đêm. Mày làm cái gì vậy cơ? Quản gia kêu tắm à? Quản gia, tao nói là tắm. Tắm cho nó. Hai thằng mày bắt nó lại. Kéo thùng nước cho tao. Dạ.
Khoan, nhốt nó lại. Vô bắt nó lại. Ai? Hai, hai thằng bay. Vô bắt nó lại. Ôi. Nhảy lên. Mạnh quá. Mạnh quá. Lấy cái robot cho tao dứt điện đó. Dạ. Dậy cơn. Quay ra. Mày ngu lắm cơn. Vô sẵn đó. Dạ. Bắt con này. Đi nhanh lên đi. Đừng tới đây rồi. Anh có đi đúng đường không vậy? An Nhiên, đi nhanh lên. Ê, đợi tôi với. Ba, ăn sáng đi, đi. Cô chủ, ăn sáng. Quản gia, bớt tắm đêm lại. Con mời ba ăn sáng. Ba mời con ăn nào. Ba ơi. Ba đây. Bạn con đâu rồi? Bạn con là ai? Ba Ca Tu ăn sáng chưa ba? Ba không biết. Con muốn mời ba Ca Tu ăn sáng được không? Vậy à? Thì con cứ mời. Dạ. Ai đi? Ba thằng đi. Mình mà đi thì bắt được nó không? Nhanh lên, nhanh lên. Cái việc chơi với nó đi. Xong rồi đem vô phòng thí nghiệm cho ta. Bạn nhớ mình không? Hả? Bạn bị ngứa hả? Mấy người làm gì bạn tôi vậy?
À, chỉ cậu râu theo ý định của ông chủ thôi à. Trời ơi, cạo râu rồi mà còn tán cho mặt bạn tôi nữa. Tán cho bụng rồi máu ruột ra ra luôn. Cạo hết râu chân, cạo luôn, hết râu luôn. Mấy người. Trời, thằng người gần đây dựng chuyện quá vậy. Mà ai làm vậy? Mình biết lỗi rồi. Mình biết lỗi rồi. Yên tâm đi, bạn là bạn thân của mình, mình sẽ trả thù cho bạn. Xong rồi. Đừng có rung quản gia, nó không trúng trái cam mà nó lòi trái nhãn. Ôi, trúng rồi. Yeah, con giỏi quá quản gia. Đâu rồi, Bakato? Khoan, cô chủ ơi, cho tôi đổi cái trái cây khác luôn, trái cây tôi nhỏ quá. Bakato ơi, đổi đi. Bakato. Đổi đi, Bakato. Bakato. Xong chưa? Cảm ơn Bakato. Ai, Bakato, tôi chung xe đi. Ai, khoan. Đừng. Đừng cung nữa. Cô chủ ơi, đừng có chơi trò này nữa, hết vui rồi. Nó không có trúng trái cây mà nó trúng trái khác. Bakato, tôi đi chơi đi. Hả xuống. À, đi ra ngoài chơi. Bakato. Bày tét ra, Bakato. Mình đi thấy chưa? Đẹp không? Làm bài quá trời quá đất luôn kìa. Cho nó bơi à? Kìa. Ôi. Đó, thấy không? Bài kìa. Đó. Trời. Lên kìa. Ủa? Sao nó nhảy xuống dưới vậy? Nóng quá, nó muốn bơi. À, xuống đây chơi, vui lắm. Xuống nhảy chung cho vui nha. Thôi vui vui, xuống đây chơi. Bên này, đây, coi này, đây đẹp. Đó, quá trời luôn. Đó, thấy không, Bakato thấy không? Đó. Chơi nó đi con. Chơi gì trộn? Chơi bơi. Muốn để nó bơi vui lắm. Vui, nhảy xuống. Nhảy không? Chơi không? Nói nghe nè, sợ không? Vui lắm. Mày mốt đi chế tôi nhiều đi. Biết nhiều chỗ vui hơn nữa kìa. Lẹ như mày. Cơ nó lấy cái dầm rồi. Qua bển lấy lại. Mày ngu lắm cơ.
Nhớ nhà hả? Nhớ nhà hả? À, thì ra là nhà bên đó đúng không? Xa quá ha. Ước gì á, tôi được đi xa, tôi qua nhà ba cơ tu chơi luôn. Từ đó giờ tôi ở trong lâu đài không à, ba tôi không có cho tôi đâu hết trơn á. Ba cơ tu sống một mình, ông thôi ở chung với tôi đi cho vui. Không được, không qua đó được đâu. Ở lại đây đi, ba tôi dạy học cho. Bà vú á, ba nấu cơm cho ăn, rồi chơi mấy người này nữa nè. Hồi đó giờ tôi sống vậy không á, không hiểu gì hết trơn á. Ê, nói nghe nè, ba ca tu có mẹ không vậy? Chắc không có mẹ phải không? Hèn gì đi lâu quá trời không ai kiếm hết trơn. Mẹ tôi đẹp lắm á. Tôi bị đâu xa là mẹ tôi kiếm tôi dữ lắm á. Mà mẹ tôi chết rồi. Chết lúc tôi còn nhỏ xíu luôn á. Nhớ mẹ tôi lắm. Nhiều khi tôi muốn thả ba cái tôi về nhà lắm á. Nhưng mà tôi mà thả ba cái tôi về á, không ai nói chuyện với tôi, không ai chơi với tôi hết, tôi buồn lắm. Mà mỗi lần buồn tôi nhớ mẹ. Vậy ở đây chơi với tôi luôn nha. Thôi, sắp tối rồi, ngủ mai rồi về. Dạ, sắp tối rồi. Trời ơi, tới giờ cô chủ uống thuốc đi ngủ rồi. Đi đẻ lên, kêu cô chủ về. Đi về, đi về, đi về. Ông chủ kiếm. Từng thôi nghe cô chủ. Xuống đi, ông chủ. Ê! Rồi, chào tôi luôn rồi, cô chủ. Ở bạn yên tâm, bạn, bạn xuống đây là bạn. Trời ơi! Bắt đầu lại, chạy lên lên. Bắt đầu lại. Hãy cho cô chủ uống. Sao mà nhốt cô chủ? Mở cửa ra lên. Dạ. Đừng lên. Im lặng, đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Sao mấy người nhốt tôi ở ngoài vậy? Ba! Ba! Tự nhiên cái nhốt con ở ngoài không cho con vô nhà. Con gái xinh đẹp của ba. Dạ. Con đi chơi có vui không? Dạ vui lắm, đang chơi tự nhiên bắt con về. Gần tối rồi phải về chứ con. Dạ, đó mấy người. Ủa cái mặt bị gì kìa? Trúng gió rồi. Yếu xìu. Rô, mở mắt ra. Rô. Cơ. Ba ca tu. Ủa ba mấy người bị gì vậy? Ủa mặt con dính gì? Con gái của bà. Cô uống thuốc dưỡng da chưa con? Dạ chưa. Thuốc nè, con uống đi. Dạ. Con mời ông chủ cô chủ uống nước. Giỏi. Con đẹp chưa? Con rất là xinh đẹp. Cô chủ đẹp bất khẩu. Cô chủ đẹp bất khẩu. Mấy người này bữa nay bị gì á? Con đi nghỉ đi con. Dạ. Ba ca tu, đi nha. Sao xảy ra cớ sự này? Đưa con gái ta về phòng.
Chưa ngủ. Con ngủ không có được. Ủa, ba Kato bị gì vậy? Người rừng nó bị bệnh, bà tìm thuốc cho nó. Rồi có sao không? Kệ nó, con đi ngủ đi, đi ngủ đi. Hôm nay con chưa có buồn ngủ, nên đến đây thăm ba. Con đem nước cho ba uống nè. Ba, mà sao suốt ngày ba ở đây hoài vậy? Ba có chuyện ba giấu con hả? Không. Ba đang nghiên cứu một loại huyết thanh mới mà thằng người rừng này nó có thể giúp ba làm được chuyện đó. Vậy ba Kato chết làm sao? Không, nó có nhiều khả năng đặc biệt, con nhìn thấy mà. Ba làm điều này tất cả là vì con. Ba muốn con hạnh phúc. Con đang hạnh phúc mà. Nhưng mà phải chi có mẹ thì hạnh phúc hơn. Tự nhiên bữa nay con nhớ mẹ quá. Ba, hồi đó sao mẹ con chết vậy? Tất cả là lỗi của ba. Đến giờ phút này ba cũng không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của mình được. Bà ấy cũng không bao giờ chấp nhận tha thứ cho ba.
Biết đâu mẹ con tha thứ cho ba rồi thì sao? Không, bà không bao giờ tha thứ cho bà. Nếu bà có tha thứ, bà cũng không chấp nhận cái tha thứ đó. Bà phải chuộc lại lỗi lầm. Bà làm sắp xong rồi, con gái ơi. Nếu điều đó thực hiện được thì con sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian. Kể cả khi ba giết người á. Đi ngủ đi con. Quản gia, cơ rô chuồng bích. Khỏi ba, vợ con cũng cảm thấy buồn ngủ quá. Con tự đi ngủ được rồi. Vậy thôi ba ở đây nha, con đi ngủ nha. Ba Cato, mau khỏe, mai còn đi chơi tôi nữa đó. Con đi nha ba. Tôi dậy bây giờ á. Nhanh lên. Đi đi. Dậy bây giờ đó. Đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi đi. Đi đi. Nói lại một lần nữa, ở đây không có bạn của mấy người. Mấy người đi về đi. Nói đi lộn. Tôi nói cho các bạn biết, ai nói lộn thì nói lại. Tôi không có thời gian để đứng nghe. Cậu này nói là tôi giữ bạn của mấy cô mấy cậu ở đây. Đúng. Bất ngờ kiến trúc ở đây à? Quá. Ở đây bao nhiêu năm? Anh đẹp trai. Oh!
Không phải chuyện của mình đâu. Đứng lại. Trời ơi, bà làm gì vậy hả? Ui ra luôn. Ui ra. Chạy đi ra. Ui ra. Ui ra. Giữ lại lại. Trời ơi. Giữ lại giữ lại. Không có nhau vậy sợ hả? Giữ lại. Bỏ ra. Mạnh luôn. Mạnh luôn. Mạnh luôn. Ui. Đúng chết đâu rồi. Hả? Ủa, còn sao mà hả? Vô, chạy, chạy. Ông ơi, chạy kìa. Tao chưa lên. Tao chưa lên. Cái này nhỏ rồi nè. Con cô mà lanh lắm. Quay, quay. Cắm lỡ tù á. Mượn xe đi, chạy lại lên xe. Bà bị điên rồi. Đi đâu? Ôi dạ. Ông nhận tiền, ông phải chạy xe không ra. Ai muốn làm gì làm đi. Thôi tôi đi về. Mạnh đó. Cơ nè nha cơ. Hãy nhanh lên qua mặt đó. Canh cho thật kỹ. Khi nào tao kêu bắn là bắn nghe chưa? Bay bay đi. Đừng bắn. Trời ơi, ngu quá ngu. Nó nghe, nó nghe, nó nghe. Chút. Em bắn đó. Thôi thôi, đưa đây cho tao. Cái này em làm được. Đưa đây. Em làm được. Mày buông ra nghe không? Mày cãi tao hả? Em làm được mà. Buông ra. Ê. Thẳng lại. Quay rồi, cái lũ rung suy đần độn không thể nào tôi sống với tụi mày được. Một cái lũ thiếu bố hiệu không thể nào tôi sống với một đám gì được. Ủa, ông còn sống không vậy? Ê cơ, quay lại đón ảo. Lẹ lên, quay lại đón ảo. Mày lần nào cũng vậy á, bỏ ông hoài. Ủa, thằng Trường đâu? Trường đâu rồi? Trường, ê, Trường ơi. Cơ, mày lại gì ngoài đó vậy? Thấy nó ve làm lơ cái đó. Lên đón nó. Ê! Ve lại chút, ve lại chút. Ve lại. Ê! Bây giờ là mày chạy hay tao đi? Tắt máy xe liền. Thằng chuồng leo lên. Bảo máy lên. Chạy. Cái đứa trẻ. Tôi không muốn thấy mang về nha. Đừng nấu đùa và quậy phá nữa. Nếu không đừng trách tao sẽ bét ba má đó. Đi về đi. Đi về. Thôi em ra. Con chủ chơi trong vườn bị con gì cắn, giờ về sốt cao lắm.
con đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc bên ba, mẹ. Con đã từng trách ba tại sao không cho con ra thế giới bên ngoài. Nhưng giờ con hiểu, ba là cả thế giới của con, và con không cần ra bên ngoài nữa. Con đã từng trách ba tại sao con không có sự chăm sóc của mẹ. Nhưng giờ con hiểu, dù làm ba, làm mẹ khó khăn biết chừng nào. Con đã từng thắc mắc là tại sao nhà mình lại không có kiến soi. Vì điều đó để cho con có sắc đẹp mãi mãi. Con biết con là niềm hy vọng lớn nhất của ba. Cho đến khi căn bệnh ập tới, nó biến con trở thành gánh nặng của ba và mẹ. Nhưng đó không phải là lỗi của ba. Có lẽ là do số phận mà không phải gánh chịu. Ba đừng ám ảnh tội lỗi mà chôn cuộc đời mình trong phòng thí nghiệm để tìm thuốc chữa cho con nữa. Con đã mất mẹ, và con không muốn mất luôn ba vì căn bệnh này. Đừng vì con mà hại ba ca tu nữa nghe ba. Nếu như có lựa chọn một lần nữa, con vẫn muốn là con gái bé nhỏ của ba và mẹ. Ba hãy an hưởng tuổi già và yên tâm là mỹ nữ xinh đẹp luôn ở bên cạnh ba. Con chọn cái chết là để ba sống được thanh thản. Con gái xinh đẹp của ba, yêu ba lắm. Tin luôn, giờ này mình còn cứu được. Con ngựa đây, rồi nó đâu? Hả? Mày hỏi tao sao tao biết? Mày hỏi con ngựa chứ. Nó ghi, ghi theo đó. Ôi trời. Tuồn, cơ, tụi mày bắt cái gì mà ngu quá vậy? Nó trên đây nè. Đi đi, tuồn. Lại đây. Mày làm gì thế kia mày? Kêu cứu mày!
ra ông hại vô cái xuống. Ông bỏ xuống xuống. Ông chủ. Ông chủ. Thôi thôi tôi hiểu rồi. Tin bỏ trốn hả? Ông đi cùng phe nè. Vô đi. Các bạn thân mến, chúng ta đã tàn phá môi trường một cách khủng khiếp. Rồi đây mẹ thiên nhiên sẽ trả lại tất cả những gì mà chúng ta đã lấy đi. Bệnh dịch tràn lan, đột biến vô cùng. Những điều đó chỉ xuất hiện trên phim. Không, tất cả những điều đó sẽ trở thành sự thật. Sáng đây tôi cũng công bố một kết quả gây chấn động giới khoa học. Đó là rừng xanh kỳ lạ truyện có thật. Người rừng có thật, con gái của tôi mỹ nữ sẽ trường sinh bất tử, công ty Family sẽ vĩnh hằng, vĩnh hằng. Anh hãy báo với gia đình, trường hợp này nặng lắm, chưa về được đó. Mình vào thiên nhiên và ta sống một cuộc đời như cỏ cây. Để tôi nằm xuống đất này thấy rõ mây phóng ba đều đông qua như đời ta không đổi thay. Chiến thắng chúng ta là cuộc chiến của mỗi ngày.